Rồi, xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em một số mẩy, số 7 sân bắc nha anh em. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là một cái bẫy cung nha. Thì cái bẫy cung này là một bộ gì đây là 10 khuôn nha anh em. Một bộ gì là 10 khuôn ha. Cái này là mừng khuôn thép AC nha anh em. C ha. Nó coi nhãn. Thì cái một bộ gì đây là 10 khuôn nha anh em. Thì cái bẫy cung này á là để cho mình bắt mấy con cút anh nè. Thì cái này là bằng lưới siêu bền mà loại lưới siêu mảnh anh em, lưới tàng hình nè. Thì cái lưới này khi mình căng ra là nó sẽ không thấy luôn nha anh em, một tàng hình ha. Thì một bộ gì đây là 10 khuôn. Thì hiện tại thì bên em đang bán giá là 100.000 nha anh em, 100.000 ha. Anh em cần mẫu này thì anh em alo em nha anh em, em giao hàng toàn quốc. Số điện thoại em để trên tiêu đề nha anh em. Thì mấy cái mẫu này thì để dành bắt mấy cúc anh em. Thì cái này bắt được hai chiều nha, bên đây qua bên đây ha, bắt được hai chiều mình cầm ha anh em. Thì con cúc thì những cúc thì thường là đi ngoài đất trống nha anh em. Thì mình cộng mấy cái này thì ok lắm, cái này thì để bắt cúc nha anh em. Rồi, một bộ dây leo 100.000 10 khung nha anh em, làm cái ghép AC ha. Cái này bán nhiều lắm. Rồi tiếp tục là em giới thiệu cho anh em là cái mẹt mềm biệp nha anh em, mẹt mềm biệp ha. Thì cái mẹt này là nó để dành bắt mềm biệp nha anh em, bắt mềm biệp ha. Thì đặc biệt của nó là làm cái loại thép ha. Thép này thép siêu cứng không gỉ nha nè, thép siêu cứng ha. Thì dây này dây siêu bền. Thì dây này là dây siêu bền nhưng nhuộm màu đen luôn nè, màu ngụy trang ha. Thì khi mà con mèo biệp bước lên thì nó sẽ đập nha nè. Cái lò xo nó cứng lắm, cái lò xo nó đặc biệt cứng lắm ha. Nó sẽ không thể nào mà nó dãy để nó vụt ra được. Với lại thêm cái thòng này nè nè. Nó rộng á nên nó không có ấy. Cái này so nó cứng lắm, bung cái này ra bung không ấy nha nè, mạnh lắm. Thì cái mẹt mềm biệp này á là để bắt mềm biệp nha nè. Thì cái mẹt này hiện tại thì em đang bán giá là 220 nha nè. Cái này là một khuôn kẽm nha, thép lớn nha nè. Thì mấy chỗ mà mấy mối hàng là bên em có sơn rồi, nước sơn màu đen ngụy trang hết trơn nha nè. Thì cái này cái mẹt này mẹt mềm biệp để ngụy trang luôn nha nè. Thì một cái mẹt này hiện tại thì em đang bán giá là 220 nha nè, 220 ha. Anh em cần mẫu này thì alo em nha anh em. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một cái bẫy thòng ha. Thì cái bẫy thòng này á là nó đa dụng nha anh em, bắt được tất cả các con ha. Con nào nó chưa ngang thì nó sẽ dính nha anh em. Thì bắt tất cả các loại chim luôn nha anh em. Tất cả các loại chim ha. Thì có những clip trước em có làm á anh em. Em có căng ra là 2 m ha. Dây 2 m nha anh em. Dây này dây siêu bền. Dây lớn nha anh em, dây lớn. Thì nó có chống sắn lò xo inox nha nè, chống sắn lò xo inox luôn ha. Khoen của nó là khoen liền nha nè, khoen liền ha. Thì cái khoen này là gam lại màu đen nha nè, gam màu đen cho trùng với cái dòng. Thì cái màu đen là cái màu bị trang là 7 là cao nhất nha nè. Thì một bộ gì đây là 20 dòng nha nè, kéo ra được 2 mét. Thì cái này nó có chống sắn dù anh em có căng cái nào lúc trước á, thì anh em có quay hay gì nó cũng không có sắn lại đâu nha nè. Khoen là khoen phen này là phen liền luôn nha nè, phen liền luôn ha. Bộ gì đây là 20 dòng. Thì hiện tại thì em đang bán là 100.000 nha anh em, 100.000 ha. Anh em cần mẫu này thì alo em nha anh em, em giao hàng toàn quốc ha, số điện thoại để dưới tiêu đề nha anh em. Rồi tiếp tục em giới thiệu cho anh em là một cái bẫy nha anh em, cái bẫy đa năng ha. Thì một bộ như đây là nó 10 khung nha anh em. Này là khuôn thép AC nha, thép cứng nha anh em. AC ha. Thì cái này là một thủ công chắc lắm. Mỗi một cái mối chỗ mà cái đa ấy dòng vô là đều bằng quấn bằng đồng anh em. Thì cái tay nắm của nó là tay nắm bằng inox ha, gỗ là gỗ tốt nha nè, gỗ dày nha. Thì một bộ gì đây là nó 10 khung mà nó bề ngang là nó năm dòng nha nè. Thì cái bề ngang của nó là 4 tấc nha nè, bề cặm xuống là 3 tấc nha nè, bề ngang 4 tấc cặm xuống 3 tấc. Thì 10 dòng thì anh em có thể căng ra được thì mấy mét nha nè, mấy mét ha. Thì cái này á, là làm bằng bằng cước nhật nha nè, cước nhật ha. Thì bốn cộng bốn lợi nha nè. Thì cái này nó chắc lắm, cái này bắt được tất cả các con nha nè, thậm chí dòng đèn chưa nghe cũng dính luôn nha. Thì cái này nó chắc chắn lắm, chắc chắn lắm nha nè, nó chắc lắm, dây siêu bền, dây đôi nha nè. Thì một bộ gì đây là em đang bán giá là 330 bao phí ship nha nè, 330 bao phí ship luôn nha. Thì anh em cần mẫu này thì alo em nha anh em. Cái này thì nó xài bền lắm. Thì ngoài ra em có tặng cho anh em là kèm thêm 5 dòng gờ ở ngoài nữa.
thì anh em mà mua á thì em sẽ gửi cho anh em năm cùng năm cái dòng gờ ở ngoài như vậy nè. Khi mình xài thời gian á nè, hay là bắt những con lớn á thì nó sẽ làm nó tưa tưa, thì mình lấy mình thay nha anh em, thì nó dễ lắm. Thì trong này thì bên em có quấn đồng chắc chắc, thì để anh em tháo ra thì anh em quấn lại ha, thì chắc lắm, bên em làm kỹ lắm nha anh em. Thì một bộ về đây là 330, anh em cần mẫu này thì alo em nha anh em. Thì ngoài ra như anh em muốn mua lá quỷ trang thì em có đầy đủ nha, lá bồ câu anh, lá dư sĩ. Thì lá dư sĩ này hiện bó về đây khoảng 90 nhánh này nè, em đang mới giá là 90.000 nha, dư sĩ nhật nha. Còn mà cái bó bồ câu anh thì bó 10 nhánh thì em mang mới giá là 30.000 nha nè. Anh em cần mẫu nào thì anh em alo em. Hiện tại thì bên em nhiều mặt hàng lắm, khoảng mấy trăm mặt hàng. Thì ngài giới thiệu cho anh em một chạy sản phẩm á. Anh em cần mẫu nào thì anh em alo em nha anh em. Giao hàng toàn quốc ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em. Chúc anh em thật sự sức khỏe nha anh em.